Trong sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới thăm chúc Tết Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của Học viện Phật giáo Việt Nam với cơ sở vật chất khang trang và những kết quả trong phát triển giáo dục đào tạo. Học viện hiện có gần 1.000 học viên, trong đó hơn 300 người học có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ. Thông tin tới Hòa Thượng Thích Thanh Quyết và các tăng ni về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm qua, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trong những thành tích chung của thủ đô có sự đóng góp lớn của các tổ chức chính trị, xã hội và giáo hội Phật giáo. Nhân dịp năm mới mừng Đảng, mừng Xuân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chúc Hòa Thượng Thích Thanh Quyết cùng các thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni, năm mới tâm an lạc, cát tường như ý, thành tựu viên mãn, năm mới với sự thành công mới. Thông tin tới đoàn công tác về những nội dung đào tạo của Học viện, Hòa Thượng Thích Thanh Quyết cho biết, các nội dung đào tạo đều bám sát cuộc sống, mục tiêu cuối cùng là đoàn kết với tinh thần từ bi, bác ái, an dân.